Look at the shoes. SK. Hôm nay bọn cha con đi vào phố ở Avalon. Ngày thứ bảy. Peter, here, stand up here. You can see them. Why you run the shoes? I mean the skater. You want to try? No. Because stand here, let me see. You want to try? Ask them where people ride shoes? Right there, right? No, I don't want to go unless Ethan or Jimmy. Ethan, you want to try? No. Why not? I go check out with them. Avalon đẹp chưa? Chúng tôi you stand up here, you see? Yeah. What are you doing? You stand up there. They have the bench in there, okay? Avalon chiều thứ bảy. Lúc này là khoảng 12:15. Ở trên là apartment nè, dưới là shopping nè. They do this for the whole winter time. Chúng tôi try. Gonna borrow the shoes? Huh? À, cái tiệm bên kia là mới đánh miếng cái Reno là cái gì vậy? Let's go, let's go to pizza place. Đi tại tiệm pizza. Okay, let's go. Okay. I go eat pizza. Oh, she fell. Crystal. Somebody fell there. Crystal.
table there. Có table à? Thầy ba ấy cái table bên này tiên bên này. Rồi, có phải thay bộ cái? Sao sai? Rồi, nghe này chắc lầm rồi. Yeah.